Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một video gồm có 18 sản phẩm. Và đây là 18 chiếc đồng hồ vintage rất là giá trị và đáng được sưu tầm anh em ạ. Và anh em nào lần đầu biết đến kênh của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng của chuông để mỗi khi shop em ra video mới thì tất cả các anh em đều tham khảo và cùng lựa chọn. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều có một cái thẻ bảo hành chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, chính hãng đồng hồ, và tất cả những chiếc đồng hồ bên em bán ra thì nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em ạ. Và anh em nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ trong video thì anh em hãy nhanh tay gọi điện số điện thoại em để ở phía bên phải màn hình video cũng như là ở trên cái thẻ này, thì anh em hãy kết bạn Zalo và gọi điện trực tiếp để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả chi tiết những chiếc đồng hồ này và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn anh em ạ. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em là một chiếc đồng hồ đến từ nước Nga, nguyên zin chính hãng anh em ạ. Chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ cót lên dây, và đây là bản chuông reo anh em ạ. Và chạy với bộ máy cơ cót lên dây, và em lên cót để tất cả các anh em cùng xem. Khi lên cót phát là kim dây nó trôi rất là đẹp, và anh em tích cót cho nó và anh em rút núm ra phía dưới để chỉnh giờ anh em ạ. Và ngoài cái chức năng chỉnh giờ thì anh em có thể có một cái chức năng đó chính là hẹn giờ chuông reo anh em nhé. Đây để em hướng dẫn tất cả các anh em cùng chơi. Đầu tiên thì anh em lên cót chuông cho nó này. Anh em cứ vặn cho nó 15 đến 20 vòng anh em nhé. Sau khi mà anh em lên cót rồi, anh em rút núm ra. Và cái kim đen này này, đó là chính là cái kim để mà anh em hẹn giờ. Hay ví dụ đây là 8 giờ thì anh em đến đúng 8 giờ và anh em bấm. Cái chuông nó kêu rất là to anh em nhé. Cực kỳ những cái phiên bản đồng hồ này rất là hiếm. Đấy là chuông của chiếc đồng hồ Bulgari Nga. Và đây là một cái phiên bản đồng hồ kỷ niệm 50 năm anh em nhé. Đây là một cái dòng chữ Nga, đây là một cái dòng chữ kỷ niệm này. Đây là kỷ niệm 50 năm từ năm 1945 đến năm 1995. Đó. Khung vỏ được bọc vàng, còn rất là mới anh em nhé. Đáy được làm từ thép, nguyên zin 100%, hai núm nguyên bản. Đó, và anh em cùng chiêm ngưỡng này. Bản đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da ngoại anh em nhé, màu xanh, rất là vintage và rất là dễ sử dụng anh em nhé. Bản này cực kỳ đẹp và sang. Em đo size để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 36.5mm, mỏng 13mm anh em ạ. Rất size rất là to trong dòng size vintage xưa. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, và anh em cùng ngắm này. Cái bản đồng hồ Nga chuông reo này rất là giá trị anh em nhé. Và độc đáo nhất trong video ngày hôm nay của em đang gửi đến tất cả các anh em. Và mã số 1 bên em đang giao lưu là 8.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em là một bản đồng hồ Thụy Sĩ. Và đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp anh em ạ. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Baylus, chính hãng Thụy Sĩ, chạy với bộ máy cơ cót lên dây, khung vỏ bọc vàng. Em đến cót để tất cả các anh em cùng xem. Cót nên rất là êm và rất là dễ sử dụng anh em nhé. Khi nên cót xong anh em rút núm ra chỉnh giờ. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây này, và nước vàng bọc còn rất là đẹp anh em thấy. Đây là một phiên bản đồng hồ sưu tầm của shop em. Đó, núm zin có logo này. Cái logo này phải nói là nó làm cực kỳ là tỉ mỉ. Đấy, và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đeo nền mặt vàng mỡ gà nguyên zin. Các cọc số được cài cả đá đen, có một vị trí lệch góc 3 giờ. Và bộ ba kim cực kỳ là đẹp, gần như là không có nét thời gian anh em ạ. Đẹp sang trọng. Và bên em kết hợp với một sợi dây da bò màu nâu vân kiểu vân gỗ, rất là sang trọng anh em ạ. Đẹp lắm. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size chuẩn size 34mm, mỏng 10mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, bản đồng hồ Baylus, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, zin 100%, giá cực kỳ hợp lý cho tất cả các anh em cùng chơi. Đẹp sang trọng anh em ạ.
Và giá chiếc đồng hồ Bailus này thì ở bên em đang giao lưu mã số 2, giá 5 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Và bản đồng hồ số 3 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ độc đáo, đến từ thương hiệu Juno Jutesen, thương hiệu tình yêu anh em ạ. Chạy với bộ máy cơ cót lên dây và tiếng cót cũng lên rất là êm. Khung vỏ bọc vàng anh em nhé. Đấy, được làm từ thép, nước thép này còn nguyên zin và có chuyện dòng chữ Juno Jutesen made, hay có núm núm nguyên zin. Và chiếc đồng hồ này điểm độc đáo đó chính là một cái nền mặt khảm mà ngọc trai rất là đẹp anh em ạ, cực kỳ là hiếm có tại trường Việt Nam mình anh em nhá. Và không biết bao năm nữa cái nền mặt này nó mới hỏng được, nhìn nó lúc nào nó cũng đẹp, nó bóng. Và phiên bản này chạy với bộ máy cơ cót lên dây 2,5 kim, kim rốn này, anh em thấy nó trôi cực kỳ đẹp. Và hai kim kim giờ và kim phút là kim lá lối cổ điển, khung vỏ bọc vàng sang trọng. Đấy, sợi dây được em kết hợp một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng. Và size mặt chuẩn size 35 mm anh em ạ, mỏng chỉ có 9 mm thôi. Và cái nền mặt xà cừ này phải nói là bao năm em sưu tầm rồi mà lần đầu tiên em sở hữu được một chiếc đồng hồ mà nền mặt khảm xà cừ này, rất là hiếm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem đó, và anh em cùng ngắm này, chiếc đồng hồ rất là sang trọng anh em nhé. Mà cái thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và bản đồng hồ mã số 3 Juno Jusen bên em đang giao lưu là 8 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 4 trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em là một chiếc đồng hồ Universal Geneva, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, chạy với bộ máy tự động mỏng nhất thế giới anh em nhé. Cái dòng này là dòng tự động cực kỳ mỏng, và đây là một cái bộ máy tự động khuy áo và tự động có hỗ trợ có tay anh em ạ. Và anh em cùng nhìn nhé, chiếc đồng hồ của Universal thương hiệu rất là mạnh, Geneva, các cặp số nổi này, nền mặt trắng nguyên zin, sự cái niềng benzen của nó làm phay số nhuyễn cực kỳ đẹp. Và anh em cùng xem cái bộ bốn chân càng của nó kịch độc, đẹp lắm anh em ạ. Khung vỏ bọc vàng, đấy được làm từ thép nguyên zin, núm zin, và dây là sợi dây da bò tây, cái sợi dây này cũng rất là giá trị anh em ạ. Và size mặt là size 34 mm, mỏng chỉ có tự động mà có 7 mm anh em ạ, nó còn mỏng hơn cả một chiếc lên dây anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem bản đồng hồ Universal Geneva, bản tự động càng độc anh em thấy không. Hai chiếc đồng hồ em đeo lên tay có cùng thiết kế cực kỳ sang trọng, và bản Universal mã số 4 bên em đang giao lưu là 16 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay là một phiên bản thép anh em ạ, và cũng là một chiếc đồng hồ thép duy nhất trong video ngày hôm nay, đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng Rado. Và đây là một cái phiên bản Rado hai cá ngựa, 21 zin keo, zin 100% anh em nhé, khung vỏ làm từ thép, một cái dial nền mặt dáng tròn này cực kỳ cổ điển và vintage. Cái niềng này nó làm niềng giống như niềng Rolex, sang lắm anh em ạ. Khung vỏ thì được làm từ thép không gỉ, và đây anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy này, có logo Rado cũng như là những cái chuyện của cái thương hiệu Rado này, đúng zin có logo màu leo này, kính Meca nguyên zin anh em nhé, các cặp số nổi này và cực kỳ độc đáo, và chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Một ngày anh em chỉ nên cho nó một lần thôi, sáng anh em lên là anh em dùng cả ngày anh em ạ. Và size mặt là size 34,5 mm, mỏng ở 10 mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem, cực kỳ sang trọng anh em nhé. Bản Rado này giá cũng cực kỳ hợp lý thôi, cũng không hề đắt đỏ gì cả, một chiếc đồng hồ nguyên zin 100%. Và bản đồng hồ Rado mã số 5 bên em đang giao lưu là 3 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, mang thương hiệu Gubelin anh em ạ. Cái thương hiệu Gubelin này là một trong những cái thương hiệu mà xếp top đầu của những chiếc những dòng đồng hồ Thụy Sĩ anh em ạ. Nó mạnh hơn cả Omega, Longines và Tissot, và bên nước ngoài các bác tây cực kỳ thích cái thương hiệu Gubelin này. Thiết kế rất là đơn giản anh em nhé, chỉ có một cái dial nền mặt thôi và một cái cửa sổ lịch, các con số được cài đá đen, khung vỏ bọc vàng này, sang trọng cực kỳ luôn. Đáy được làm từ thép nguyên zin và sợi dây da bò màu xanh rất là cổ điển. Và anh em thấy không, cái dial nền mặt này nó làm kiểu phay từ bên trên xuống, nhìn nó rất là sang trọng, chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay anh em nhé.
Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 34.5 mm, mỏng 11 mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ Goubelin, sang trọng, tinh tế, cổ điển. Và bản đồng hồ mã số 6 bên em đang giao lưu là 9.500.000 đồng anh em nhé. Và tiếp tục mã số 7 trong video ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em là một cái phiên bản đồng hồ phay phách đến từ Thụy Sĩ anh em ạ. Rất là đẹp, hiệu ứng nền mặt của nó hiệu ứng 3D và sáng rất là tốt. Anh em cùng nhìn này. Đó. Chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Tiếng con lên rất là êm. Đấy, và anh em rút núm ra chỉnh giờ đó. Và bản đồng hồ phay phách này thì rất là mỏng, khung vỏ bọc vàng này, nguyên zin, đáy được làm từ thép, núm zin. Và có cái riêng cái đai của nền mặt này có một cái trục tung hoành này rất là cổ điển và bộ ba kim hoạt động mượt mà, có một vị trí lịch. Đó, sợi dây là được em kết hợp với một sợi dây cá sấu và khóa là khóa đời mới. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 34 mm anh em ạ, mỏng chỉ có 8 mm. Và chiếc đồng hồ này thì em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, phay phách nguyên zin, hiệu ứng 3D. Và chiếc đồng hồ mã số 7 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là mã số 8, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Watan. Đó, chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy cơ con lên dây 21 GHz anh em ạ. Đó, tiếng con lên cực kỳ êm, nghe đã lắm anh em ạ. Watan Deluxe, cái dòng Deluxe này cũng là một cái dòng nổi tiếng của cái thương hiệu Watan này, logo nổi này, các cọc số nổi này, khung vỏ bọc vàng này, đấy được làm từ thép nguyên zin, chưa có làm lại gì cả, núm zin có logo này. Đấy, một chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ là đơn giản tinh tế dành cho anh em nào yêu thích những cái nét đơn giản anh em nhé, nguyên zin cả anh em ạ. Dây được em kết hợp một sợi dây da bò màu xanh và em đo size để tất cả các anh em cùng xem. Size 34.7 mm, mỏng chỉ có 9,5 mm thôi anh em ạ, size cực kỳ to. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, bản đồng hồ Watan Deluxe sang trọng tinh tế. Và bản đồng hồ này bên em đang giao lưu là rẻ lắm anh em ạ, chỉ có 3.900.000 đồng thôi cho một chiếc đồng hồ Watan Deluxe này. Nó rất là dễ chơi anh em ạ. Và chiếc đồng hồ mã số 9 trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ Oris. Đó, bản đồng hồ Oris này cũng rất là giá trị anh em ạ. Đời mới Oris thì rất là nhiều, nhưng kiếm được những chiếc đồng hồ Oris mà cổ cực kỳ khó. Bản đồng hồ Oris Super 17 GHz. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái dial nền mặt, nó trải tia bắt sáng rất là tốt. Anh em thấy không? Cái hiệu ứng nền mặt nó làm cực kỳ sang. Và các cọc số này nó như kiểu cọc răng cá mập, giống như những cái dòng Omega công tê, cọc răng cá mập anh em ạ, mỏng dính anh em nhé. Đó, và được bọc vàng hồng. Em không biết như thế nào nhưng mà riêng những cái dòng Oris cổ anh em ạ, tất cả những chiếc đồng hồ Oris cổ đều được bọc vàng kiểu nó ngả vàng hồng, nó không để màu vàng hẳn, màu vàng chanh như những cái dòng khác. Đấy là một cái sự khác biệt anh em ạ. Núm zin, tổng thể zin hết anh em nhé. Và size mặt là size 33 mm anh em ạ, mỏng chỉ có 8,2 mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, anh em nào cổ tay nhỏ một chút đeo những chiếc đồng hồ Oris này cực kỳ sang trọng và tinh tế anh em nhé. Và bản Oris này bên em đang giao lưu là mã số 9 giá 4.500.000 đồng anh em ạ. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em mã số 10, đó chính là một phiên bản đồng hồ hiệu Rotary 21 GHz, đơn giản tinh tế. Đó, mỏng dính, chiếc này cực kỳ đẹp anh em ạ, cá nhân em rất là thích. Bởi vì là khi mà mặc quần âu áo sơ mi ấy, đi giày tây ấy, diện những chiếc đồng hồ mỏng này, dáng nó đơn giản thôi, nhìn nó sang cực kỳ anh em ạ. Và anh em thấy không, cơ cót lên dây này, tiếng cót cực kỳ êm và cũng rất là dễ sử dụng thôi. Cái thương hiệu Rotary là một trong những cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng với một cái logo này anh em thấy không, bánh xe cùng với đôi cánh đấy, có cái trục tung hoành cổ điển, bộ máy cơ cót lên dây 21 GHz, nước vỏ bọc vàng còn mới, đáy được làm từ thép nguyên zin, sợi dây da bò màu nâu. Và chiếc đồng hồ này có một cái size mặt là chuẩn size 34.2 mm, mỏng chỉ có 8,2 mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy sang trọng không anh em? Nó cực kỳ tuyệt vời, mỏng dính này anh em nhìn thấy. Và bản đồng hồ mã số 10 Rotary bên em đang giao niên là 4.500.000 đồng anh em nhé.
Và tiếp theo trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Nga anh em ạ. Video này thì em có hai chiếc đồng hồ Nga nguyên zin và chính hãng anh em ạ. Chiếc đồng hồ rất là độc đáo với một cái dial nề mặt này, nó nên hình bản đồ của đất nước Nga thời chiến tranh mà có cái bản đồ này. Đồng hồ này cực kỳ giá trị anh em ạ, và nó chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Em lên cót này, cót nó lên rất là êm. Đấy, và khi anh em lên cót này, khi nó không chạy thì anh em gõ vào tay một phát là nó sẽ chạy đó. Đây là cũng là một cái mẹo nhỏ để tất cả các anh em sử dụng những chiếc đồng hồ tự động cũng vậy, mà cỗ máy lên dây cũng vậy. Các cọc số được anh em thấy không, được sơn học trò vàng Nga thì anh em biết rồi, nước vàng bọc dày và cực kỳ đẹp. Au 10 anh em nhé, đó nó chuyện này, au 20 anh em ạ. Đó. Và bộ ba kim kim lá lúa cổ điển, nó bọc vàng còn rất là sang đẹp anh em nhé. Đó, và em kết hợp với một sợi dây da bò ấy size 19 anh em ạ, vừa khít mới tinh. Và cái size mặt của chiếc đồng hồ này là size 35 mm anh em nhé, mỏng 11 mm, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Size 35 anh em ạ. Anh em nào cổ tay to to một tí mà thích chơi những cái chiếc đồng hồ vintage này thì hãy nhanh tay. Đó. Ở bản đồng hồ mã số 11 đến từ nước Nga, bản đồ hiếm này, bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay là chiếc đồng hồ số 12. Và chiếc đồng hồ số 12 phải nói là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà cá nhân em đánh giá nó cực kỳ đẹp. Nó đẹp phải tầm 97-98%. Nước vàng nó đang lên ba chầu cực kỳ sang. Và chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Anh em nghe tiếng cót này, rất là êm, sang. Và nên có xong em sẽ chỉnh giờ để tất cả các anh em cùng xem. Đó, lịch thì đúng 12 giờ đêm là nó nhảy anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? 12 giờ nó nhảy lịch này. Cái anh em thấy hiệu ứng nền mặt của nó làm trải tia bắt sáng rất là đẹp. Đấy, mỏng dính. Và đáy được làm từ thép nguyên zin. Nó đúng zin. Dây da bò màu nâu đỏ rất là sang. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Size mặt là size 34.5. Mỏng chỉ có 9 mm thôi anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó bản đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, sang trọng, tinh tế và cực kỳ đẹp. Bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng, mã số 13 anh em nhé, 12 anh em nhé. Và chiếc đồng hồ số 13 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ nói là cực kỳ sang. Đấy, dáng rất là cổ điển, mang thương hiệu Victory, nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và ở thị trường Việt Nam mình cực kỳ ít có cái thương hiệu Victory này. Em đến cót để tất cả các anh em cùng xem. Chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Đó, nước vàng còn rất là đẹp. Đáy được làm từ thép nguyên zin. Cái dial này mặt này, anh em thấy không? Mặt vàng mỡ gà sang lắm anh em ạ. Và sợi dây da bỏ đen. Đấy, anh em nghe tiếng cót này, cực kỳ êm. Và bản đồng hồ dáng tanh này thì có một cái size mặt là size 32, dáng vuông anh em nhé. Size tròn nó khoảng 34-35. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Một chiếc đồng hồ vuông, một chiếc đồng hồ tròn. Đấy, cái chiếc đồng hồ Pedro em đang đeo nó cũng size 34.5 đấy anh em ạ. Anh em thấy không? Đó, lên tay nó cũng sấp xỉ nhau. Rất là sang. Và Victory ở mã số 13 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em ạ. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay, ở một chiếc đồng hồ độc đáo mã số 14, đó chính là một chiếc đồng hồ Seanic, một chiếc đồng hồ đồng xu nữ thần Liberty, cực kỳ sang trọng. Và kiểu dáng của nó làm màu vàng, không phải vàng bình thường mà nó làm kiểu ngà vàng hồng, rất là sang trọng, từ vỏ này đến một cái dial nền mặt, nhìn nó cực kỳ là tinh xảo và đẹp anh em ạ. Anh em thấy không? Nước vàng bọc dày dặn và đẹp, bọc nguyên con anh em nhé. Anh em thấy nó là một chiếc đồng hồ rất là sang trọng, mỏng dính anh em ạ. Và chiếc đồng hồ được em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 33 mm anh em ạ. 33 hơn một tí. Mỏng 9 mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không? Cái bản đồng hồ đồng xu này đeo lên tay mang lại sự may mắn, tài lộc và rất vô cùng độc đáo. Và bản đồng hồ đồng xu Seanic chính hãng Thụy Sĩ này, mã số 14 bên em đang giao lưu là 6.800.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 15 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ rất là giá trị, đến từ thương hiệu
Regency, một trong những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới anh em ạ. Anh em thấy không? Một cái đeo nền mặt rất là hút, nhìn sang trọng, hiệu ứng nó làm vô cùng là tinh tế anh em ạ. Chạy với bộ máy cơ cót lên dây, tiếng cót anh em nghe cực kỳ êm. Và em lên cót để tất cả các anh em cùng xem và cũng như chỉnh giờ. Đó, chiếc đồng hồ cung vỏ bọc vàng, dày, sang và đáy được làm từ thép Regency này, nguyên zin. Và bản đồng hồ này thì có một vị trí lệch góc 3 giờ, các cấp số nổi. Và chiếc đồng hồ này thì thích hợp cho anh em nào yêu thích sự đơn giản, tinh tế anh em ạ. Size mặt là size 34mm, mỏng chỉ có 8mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đen trắng anh em thấy không? Mỗi chiếc đồng hồ có một cái nét đẹp riêng. Và chiếc đồng hồ này hội tụ, nó làm kiểu hiệu ứng, nó bắt sáng rất là đẹp. Và mã số 15 bên em đang giao lưu là 4 triệu 500 nghìn đồng. Và tiếp một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Hutana. Cái thương hiệu này cũng ít có tại trường Việt Nam anh em ạ. Gần như là cũng không có nhiều đâu. Nên là anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay sở hữu bản đồng hồ Hutana này. Chiếc đồng hồ này bốn chân càng nó làm quặp kiểu rất là ôm. Đấy, mỏng dính anh em ạ. Đấy, được làm từ thép nguyên zin. Và tổng thể zin nguyên bản, dây da bò màu đen, chỉ vàng, rất là nổi bật. Và chiếc đồng hồ này thì có một vị trí lệch tiện lợi. Size mặt là size 33.5mm, mỏng là 10mm. Thương hiệu Hutana này nổi tiếng ở Thụy Sĩ anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Họ rất là ôm tay, vừa vặn, tinh tế. Và bản Hutana này thì bên em đang giao lưu mã số 16, bên em đang giao lưu là 4 triệu 300 nghìn đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 17 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Rotary. Anh em thấy không? Thiết kế cực là đơn giản và sang trọng. Các cọc số nổi này, mảnh kim cũng là bộ hai kim hoàng gia, có một vị trí lịch lộc, mặt vàng mỡ gà nguyên zin, núm zin, khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép nguyên bản, sợi dây là sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt vàng. Cá nhân em rất là thích cái chiếc đồng hồ này, nó mỏng lắm, sang trọng, size mặt chỉ có 33.5, mỏng chỉ có 7mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem này, nó làm nó mỏng, nó cán lên cái nền tay ấy. Anh em đeo ấy, nó đúng chất vintage anh em ạ, rất là sang trọng. Và bản Rotary mã số 17 bên em đang giao lưu là 4 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 18 và cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em là một phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Lux. Anh em thấy không? Thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, zin nguyên bản 100%. Thương hiệu đồng hồ Lux này chạy với bộ máy cơ cót lên dây 21 GHz. Kính Meca có núp này, anh em thấy cái núp của nó nhìn nó đã lắm anh em ạ. Để mà giữ gìn được cái kính Meca này mà 60 tuổi rồi rất là khó anh em nhé. Nước vàng đã lên bã trầu, đáy được làm từ thép nguyên zin, núm zin, mỏng dính. Và anh em cùng chiêm ngưỡng thương hiệu Lux 21 GHz, bộ dây da bò màu nâu rất là sang trọng và tinh tế anh em ạ. Size mặt là size 33mm, mỏng chỉ có 8mm anh em nhé. Và bản đồng hồ Lux này thì bên em đang giao lưu là em lên tay để tất cả anh em cùng xem đó. Giá cũng rất là hợp lý thôi. Anh em nhìn cái lịch có lúc nhìn phê lắm anh em ạ. Sang. Và bản đồng hồ Lux mã số 18 bên em đang giao lưu là 4 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em 18 chiếc đồng hồ vintage và mỗi chiếc có một cái nét đẹp riêng. Và anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay gọi điện cũng như kết bạn Zalo để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì bên em sẽ cam kết hàng nguyên zin chính hãng anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop trong suốt thời gian dài vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.